Rồi hôm nay có mấy món đồ bán nha anh em chú bác. Rồi hôm nay đồ nghề với mấy pin này, pin bọn hiện nay mình có về pin lithium chưa sử dụng anh em, giá thì nói chung là không thể rẻ hơn. Anh em xem nào ưng ý thì liên hệ mình nha, hoặc nhắn tin Zalo. Giờ hình thức của bán mình code là không bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Còn anh em chuyển khoản thì tùy theo giá trị hàng, trên đây thì nhiều cái nó 50, 100, 150 thì mình không bao phí nổi ha. Anh em có thể mua kèm hoặc chuyển khoản hoặc chuyển thêm 10k mình bao phí ha. Rồi anh em xem kênh chào nhau cái like ủng hộ ha anh em. Rồi xuống đây hôm qua thì mình bán con này, bán kèm theo cái xác kia mà thì xé lẻ cho khách, cái cuối cùng khách sau mua là mua hai con để là tận dụng có qua có lại mà cuối cùng nó còn nằm lại một cam. Dạ con này mình đã vệ sinh luôn đó, và mình có nạp pin test dung lượng của pin này luôn, pin này bao trên 10 ampe luôn, coi như là hàng siêu lướt luôn. Thì mình giá vệ sinh và mình test pin thì anh em biết rồi, khi mình nạp pin thì nó còn một bức pin thì pin nó còn, nhưng mà mình nạp vào thì là đủ 10 ampe anh em, 10 ampe bắt đầu ngắt mạch. Của này bán 1 triệu nha, cũng như hàng test dung lượng pin này, cục pin anh em cũng biết cũng nó là mấy trăm ngàn, cục đáng tiền này, 1 triệu đồng, chưa có sạc. Anh em lấy sạc thì mình bán luôn cho 50 ngàn, sạc 4 bit chuẩn 2 ampe, sạc này cho nó ha. Đây cái này thì máy in da băng anh em, trong này đèn này cho anh em dùng mà sướng ha. Hôm qua thì đây cực kỳ sáng khỏi bàn luôn, có 2 mức sáng ở đây đó, anh em thấy nó nháy sáng ha. Đây nạp full đèn là 10 ampe mà lúc nó còn một mức, còn mức là 25% là mình nạp là 10 ampe rồi. Anh em nghĩ là cục pin này pin mới thì nó là tới 10, ôi da, coi như cục pin này siêu lướt luôn, anh em có dùng mà hơi dùng lướt nè. Pin này 10.400 mà mình nạp 10 ampe, coi như cục pin này nó còn gần như nguyên. Lúc mà đèn hôm qua là mình chưa sạc á, mình làm dắt sạc, mình sạc vào mình đo dung lượng ha, là 10 ampe, coi như cục pin này căng đét luôn. Hôm qua thì nhìn xấu đau xấu đớn, thì hôm nay thì nè, cái hàng lọt á, cái này là nhôm thôi, anh em về muốn phủ như lại thì phủ. Con này thì nó cũng không phải gọi là đẹp, cũng không phải gọi là xấu ha, này nhôm á, để bãi thì nó ra ten. Hàng này là hàng chống nước, đèn công trình, anh em để xưởng hoặc là công trình là tuyệt vời ông trời ha, cực kỳ sáng. Này cấp điện một cái là anh em đốt trên 5 giờ tới 10 giờ tùy theo mức độ, tại trên đây nó có nhiều mức, 2 mức sáng mà đó, 2 silo, 1 triệu nha anh em. Chưa test thì bán 900, giờ test rồi còn vệ sinh thêm 100 bạc đó, 10 ampe của pin luôn. Anh em xài cho nó chuẩn luôn ha. Rồi có mấy món đồ nghề linh tinh thì hỗ trợ công việc, anh em có pin có máy thì cũng phải có đồ nghề mới đi làm được ha. Thì coi cái nào ưng thì mua, không ưng thì mình xem chơi, không ai ép mình mua hết. Ok, thuận mua vừa bán nha anh em, không có vấn đề gì khó hết. Rồi ok, cái này bán số bốc đại số 700 ngàn, này là cái bộ lục giác nha anh em, để mình chỉnh camera lại tí xíu nha. Mã số 700 ngàn, bộ lục giác của Nhật đó, anh em nhìn số nó trên màn hình nha, tối đa 6, chưa sử dụng, chưa khui, mới ken sven trong hộp. Này nó sản xuất ở Taiwan ha, cap của TMC 100 ngàn, chưa sử dụng, anh em chưa phí ship nha nè, anh em có thể mua kèm. Mã số 6 bán 2 cây kiềm phe này 200, 1 cây kiềm phe này là 2 trong 1 nha. Anh em về lấy làm cái lò xo này nè, làm cái lò xo chữ V cực kỳ đơn giản. Giờ quên này, nó thiếu phụ kiện anh em, thiếu con ốc khoảng 4 ly, anh em bắt ngang đây xếp bán lại ha. Cái này thì rất là dễ dàng, cái này là 2 trong 1 nha. Phe trong phe ngoài đều mở được nha anh em, nên này như là phe ngoài bóp vào, còn gắn lên đây là bóp là bung phe trong phe ngoài á, này chưa vệ sinh luôn. Cái này hàng bãi Nhật luôn nha anh em, nó có in đây mà nhưng mà nó bị bay rồi. Cái mũi này nó nhỏ hơn nha, mũi này khoảng 1 ly, còn cái kiềm phe này khoảng 2 ly, lớn nhỏ.
cái kem phe này, kem phe bóp, cái kem này kem của Mỹ ha. Roto phe bóp, anh em muốn bung cũng được, anh nếu mà kem phe phe bung á, phe ngoài thì anh em để vô đây thì anh em đẩy nó ra cũng vẫn được. Nói chung là thì nó không phải chuyên dụng như thằng này, nhưng mình vẫn mở trong và ngoài được. Lưu ý cốt 1 ly và 2 ly, hai cây này 200.000, 220.000. Chuyển khoản mình bao phí nha. Cái này không bao phí nha nè, anh em có thể mua kèm thêm mã số 6, 2 cây. Mã số 10 280.000, 2 cây, một cái tua vít điện, vẹt xeo và một cây tua vít tự động. Weiser của Nhật bãi. Còn sử dụng hoàn hảo nha anh em. Cái này bán kèm theo lý do là anh em có thể sử dụng hai cái mũi này, nó sử dụng là dùng chung ha. Đảo chiều đầy đủ nha anh em, bật kéo về giữa là mình một cái như tu vít bình thường. Cái này nó chống mỗi tay cho mình khi anh em dặn, nên là dặn mồi ha. Cái này hiệu quả cho công việc lắm anh em, bây giờ ngồi đó mà dặn tay nó hơi mỏi tay đó. Cái này nó dùng chung với tất cả các mũi của cái tua vít điện vẹt xeo này nha anh em. Khi anh em muốn thay mũi thì cái việc thay mũi thôi. Cái này vừa thử điện mà vừa như một cái tua vít bình thường. Cái bộ này nó hơi nhiều mũi vít hơn nha, ba cái đầu trừ khác với nhau hết và hai cái đầu cộng. Một cây này đây là cây mở vít máy photo 5.5 á, và một cái đầu nhọn. Cái này của vẹt xeo. Rồi 280 cho hai cây. Chuyển khoản bao phí nha. Cái này xài ngon lắm anh em. Đó, một cái tua vít tự động nữa. Coi như này là anh em được, coi như là đầy đủ các bộ tua vít để sử dụng gia đình luôn, làm thợ luôn. 280 cho mã số 10, chuyển khoản bao phí. Mã số 3 250.000 gồm 5 cây kèm. 5 cây kèm luôn nha anh em. Một cái kèm cắt cây 3 và một cái kèm cắt cũng là kèm cắt, nhưng mà này nó dài hơn, nó to hơn. Cái này mình dùng một cây cắt kẽm, dùng để cắt kẽm á. Mấy tháng nói chung là nó cũng sẽ cắt kẽm thì nó sẽ hao mòn dài khoảng từ 3 tháng đổ lên rồi nó sẽ bị lục. Cây 11. Cây này 13.5. Cái này gần như mới chưa sử dụng nha anh em. Này đó. Anh em thấy hở vậy, tại trên mũi này là nó làm để cắt đồ nhuyễn á. Bao anh em cắt là mấy cái đồ linh tinh dây điện nhuyễn là nó không có bao giờ mà ấy đâu, đứt ngọt, thấy cái độ hở của nó vậy đó, không mẻ không gì nha. Còn cây này cũng vậy, cái này cắt chân linh kiện, cắt đồ linh tinh đồ dây điện là xài suốt đời nha anh em. Một cây kìm này thấy nó lạ lạ nè, cũng chưa vệ sinh nha anh em. Cái này anh em có thể bóp phe mở phe luôn nha, phe bóp phe bung thì mình dùng lực bẫy của cái tay mình. Cái này cốt trên đây khoảng 1.5 ly ha. Cái này nó còn hơi bị dỉ tí xíu nha, dài khoảng 10 cm. Một cái kìm nhọn dài 16.5 nha anh em. Cái này nó còn chung là cũng bãi Nhật còn rất là tốt ha. Chung mua đồ cũng tiện lựa nha anh em, chứ không phải là mua kiểu như đồ dây chai đồ mà nát đâu. Một cái kìm tuốt dây điện, này là tuốt dây nhỏ nha anh em. Một ly của vẹt xeo, thiếu một lò xo bắt ngang đây nè. Anh em lấy cái lò xo bự luôn đó. Với cái thằng này nó bị nó cắt điện sóng, nó bị nổ nha, tí xíu nè. Này để dành để cắt dây điện cái nè. Nhưng mà mình né chỗ đó mình cắt vẫn bình thường ha. Đây nè. Dùng chỗ này có thể mình tuốt dây điện lớn cũng được ha. Anh em là tuốt dây điện lớn thì mình để vô đây là mình tuốt nó rất là lệ, nó rất là bén. Cái lưỡi cắt cực kỳ bén nha anh em. Này đáng tiếc là nó bị nổ như này, nó cắt điện sóng á. 2, 4, 5 cây. 5 cây này 250.000 nha. Mã số 3 chuyển khoản bao phí. Nếu mà hàng mới cây này đủ tiền, 250.000 một cây. Mấy kìm nhọn là của Nhật nó bán cũng 100 mấy 200.000 cây nha anh em. Xài hàng bãi tiết kiệm một đống tiền đó. Số 3 250.000. Số 4 320.000 gồm một cây, bán hai cây luôn nha anh em. Một cái kìm phe này là cũng là 2 trong 1 nha anh em, nó cũng lại mất cái lò xo
chữ V đây. Cốp này khoảng ly rưỡi ha. Như mình đã diễn tả hồi nãy, anh em tháo này ra, lắp lên đây là mở trong, lắp xuống đây là mở ngoài, nó vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Khỏi cần dùng lò xo cũng vậy rồi. Bán luôn chung với cái cây kìm kìm nguội Fujiya này chưa sử dụng. Size N1050, nội địa Nhật, cái hàng này nó rất là cổ. Con này tuổi đời nó còn từ 30 năm. Thép hồi xưa anh em biết là nó xài kinh khủng lắm. Này anh em muốn về cách dùng điện cho êm tai thì anh em mua cái ống nhựa anh em lắp vào, nó cực kỳ đơn giản. Này nó lưu kho nè, thấy nó bị ố một tí xíu ha, nhưng mà còn một cái lớp chống rỉ ở đây luôn nè. Kìm này chưa sử dụng nha. Cái size này anh em cắt kìm nguội thì anh em biết nó làm trong cơ khí á, anh em cắt thép là vô tư, dài 20 21 lận. Mấy cây này kiếm rất là hiếm này. Bán luôn cái kìm phe. Chứ anh em mua lẻ thì giá nó cao nha, mất công lưu ý cái khuyết điểm ở đây nha anh em. Cái kìm nguội này anh em xài bằng gia đình thì anh em cắt kẽm B40 hay này nọ đó, mấy cái kẽm ở Việt Nam nữa. Nói chung là anh em xài khó phải bàn luôn. Bán luôn cái chung cặp này là 320 ngàn, chuyển khoản mình bảo phí. Mã số 5 bán 220 ngàn. Cây này lâu lâu mới gặp được lần. Cây này là cây lấy dấu tự động. Này chắc cũng có sử dụng nước, nó quăng ra bãi thì nó bị xây xước cái phần chụp phía trên. Hàng da băng ha. Nè, này cái thương hiệu nó bị mờ. Dọc chung như đóng đồ nghề mà thằng này còn chưa đánh mà anh em thấy nó mới ken luôn nè. Cây này ở Việt Nam có bán 500 mấy chục ngàn. Cây này là cây lấy dấu tự động nghe anh em, sắt thép tất cả các loại kim loại. Nè thấy không? Nó lấy dấu một phát một mà anh em thấy là nó cỡ này nè. Nó làm rất là thông minh, anh em không biết sao mà nó làm cái bít tông, nó không tông bên trong, kết cấu cũng đơn giản hay sao mà nó lấy hơi, nó làm anh em thấy cái này, cái búa Nhật anh em thấy nó lấy dấu khoảng cực kỳ rõ luôn. Cái này đúng là một năm mới gặp một lần, không biết năm gặp được mấy lần, nhưng mà anh em thấy là 1-2 năm nay mới có được cây. 220 ngàn một cây duy nhất, mà số 5 chuyển khoản bao phí ha. Bán hai cái mỏ lết này 180 ngàn. Hai mỏ lết chưa sử dụng anh em, một của Sanki một tấc, một cái một tấc rưỡi của thằng Lobster. Này anh em vừa xài vừa sưu tầm chơi mấy cái hàng mỏ hàng này, mấy mỏ lết này kiểu mà kiếm hàng chưa sử dụng nó bị khó. Này mở đầu nhỏ chứ cần lắm anh em, mỏ lết dòng tắt rưỡi 108. Anh em có thể mua kèm mà những phẩm khác nha, mình bao ship. Còn anh em mua cái này, món này không có chuyển thì chuyển 109 ha. Mã số 8 mã số 11 200 ngàn. Này là cái bộ lục giác A nha anh em. Hai bốn sáu tám chín cây, có cây số 10 này anh em biết là nó đã sử dụng rồi nè. Cái này phải nối tiếp là anh em thấy nó mới dặn, nó mới uống như thế này nè. Còn mấy cái đầu là không bao giờ tè ha. 10 ly. Cái 10 ly cầm lên anh em biết là cầm cái lực tay mình siết là không thể nào mà như vậy được. Chỉ nối tiếp mà dặn nó mới như thế này thôi. Nó mới cong cái hình này thôi. Vẫn sử dụng bình thường nghe nè. Đây vô đây là khoảng một phân á. Đương nhiên mấy con lục giác là nó không có thể ấy hơn. Cái này là bên Nhật nó dùng nó nối tiếp nè. Đây nó ít ra bằng hết nha. Mấy cái hàng này xài sướng lắm anh em. Nói chung là 865 43 2.52 và 1.5 ly có luôn nha. 9 cây coi như là đủ bộ anh em ơi. Cái này mình khỏi phải đo nha, nguyên bộ của ai. Nó khắc chìm trên đây hết nha anh em, tất cả từng cây luôn nha. Nó lớn luôn. Lưu ý có cây này mình cho theo á, chứ như đây nó cũng đủ giá trị của nó rồi. Có 500 luôn. Và cái đầu này anh em có thể dặn nghiêng đi khoảng 30-40 độ á.
200.000 chuyển khoản bao phí, mã số 11 nha, mã số 900.000 cây, mỗi tết lết 150, dài 1,5 m anh em, 100.000 chưa kèm phí anh em, có 3 cây nè, trong đa phần nó chưa sử dụng á. Của super có Igo, có 2 cây super và 1 cây thằng Igo này có đóng máy ra băng luôn. Cái này nó có kiểu như là mà nó quỷ anh em, nó phủ sơn lên tí xíu, mình lấy xăng mình lao ra nó còn vẫn dính sơn nhẹ, sơn vàng lên tí xíu nè. Anh em thấy nhìn thấy là biết anh nè, đó. Hàng nội địa Nhật. Anh em muốn lấy cây nào lấy ha, nói chung là cũng chưa sử dụng nè. 100.000 cây nha, chưa bao gồm phí. 100k trên 1. Mã số 2 bán 2 cây này 600, cho anh em thêm cái sạc, một con, hai con vít my hand, rất là đẹp nha anh em, con này rất đẹp chứ không phải con này. My hand mình lên cho anh em một xe Sony C5, hai con cộng thêm một cái sạc. Thằng này lên xe 40T có lắp mạch bảo vệ hết nha anh em, biết lắp mạch bảo vệ với một cái sạc nữa, 600.000 đồng. Con này có bị say xước đây nha anh em. Tại vì sao anh em biết, cái này nó nguyên bản nó là 4.8, anh em cấp một cell 1.8 hoặc là hai cell 1.8 vẫn được, hai cell thì nó sẽ chạy tua nhanh hơn. Mình thấy nó không hợp lý nha, mình vô một cell nó chạy tua nó chậm, nó vừa với cái lực anh em mở mấy cái đồ nhựa này để nó không có sinh nhiệt á. Mấy con này thì dùng bao phê anh em, sao cái motor này nó chà bá lửa nè, anh em lên 12V vẫn được nữa, tại vì cái này nó không có thắng đường tốc, nó có một công tắc bật chạy thôi. Nếu mình lên hai cell đó, tức là 8.4 nó sẽ chạy nhanh hơn thôi. Cái này tốc độ nó khoảng 100 mấy 200 vòng, mình mở nó vừa hợp lực mở đầu nhựa, đầu điện tử, mấy cái ổ điện ở Việt Nam mình. Hai con 600 có thêm cái sạc luôn nha, mình không có đem đây, có lắp mặt bảo vệ nữa chứ không phải là không nha. 600 hai con, mã số 2. Mã số 1 320.000, một máy pin sạc. Cái này mình lên hai cell dung lượng 2A nha. Chung là bao cầm. Cái này mình lên mình bỏ cho lên lâu rồi mình quên đó anh em. Pin chung là pin tháo, pin cũ pin tháo thôi, nhưng mà bao cầm nha. Mình để tấn giờ nó vẫn chưa có xả pin nữa nè. Những con này có cái máy có mạch á, nó là cái mạch nó có hay bị tình trạng xả pin, mà con này mình để này rất là lâu rồi mình nó không có xả. Con này thì thiếu cái hộp thôi, với lại nó có bị xây xước nhẹ thôi. Con này nói chung là mấy con nhỏ nhỏ này thì anh em xài mấy cái đồ nhỏ ở nhà thì thôi. Cái lưỡi gà anh em thấy không, cái sạc này là tao sạc tới gần 2A nha anh em, kiếm nó khó lắm. Sạc là tại vì sạc nó là sạc tiếng mình mua cái bản tiếng Trung, hàng nội địa bên Trung nó dùng. Hàng này chất lượng nha, sạc tới 2A, sạc ở đây sạc 1A nhiều khi chưa tới nữa, mua có 20-30 ngàn à. Sạc mình 50 ngàn, mình không có bán lẻ nha, bán kèm theo máy. Mã số 1 320, chuyển khoản bao phí. Rồi pin bóng này, này có pin thì trong giá cũng rất là hợp lý cho anh em mình về dùng. Này pin gì đây, này VS40, này VS40 nha anh em, này VS40 mà không ồn ào chứ âm thầm. Những khách hàng mua mình từ năm rồi năm trước thì cũng biết mấy ngàn viên mình bán dần bán mòn cũng hết rồi, chứ mình cũng không cần phải đạp giá giảm giá gì lộn xộn trên thị trường. Giờ 70-80 gì cũng có hết, anh em đâu thấy rẻ anh em mua, để mình sẽ nói kỹ hơn về phần đó ha.
đây này có ly sen đóng đóng sẵn cho nó rẻ về cho anh em quạt máy mài máy cắt nào xài thoải mái luôn. Cho nó gọn lại cái. Mấy cọc đó là cọc vi 40. Lysen một khối như vậy 6 cell nguyên mạch. Dây như thế này là 200.000 đồng. 200.000 một khối 6 cell. Cái này anh em được về tận dụng lấy dây AVKG nó nè. Khoảng 5 tấc. Cái này mình tháo mới mình đừng lấy dây AVKG nghe anh em. Tháo ra với lại đóng xả đóng một mớ cho khách nữa. Nó có mớ dây sẵn nè. Cái này nói chung là bao sống và bao chưa sử dụng. Bao anh em không thể nào dưới 3.800 được tùy thiết bị đo, chỉ sợ nhất mấy ông Lito Kala. Đó. Cái mạch nó luôn nè. Cái này là hàng lỗi mạch, là hàng đặt theo công ty nó xuất đi châu Âu, châu Mỹ gì không biết. Này là hàng chính hãng cho nên em yên tâm. Chỉ có như thế này mới lọt ở Việt Nam mình có mình dùng thôi. Anh em mua số lượng đi mình sẽ đạp giá cho anh em ha. Chứ còn cái này là lời từng ngàn cho nên là anh em mua số lượng nhiều mình chuyển qua chừng vài khối đi. 5 khối này có 30 viên à. 200 khối. 5 khối chuyển khoản mình bao phí ha. 200.000 chia cho 6 thì nó khoảng tầm nhiêu? 33.000 hả anh em? 33.000 hả? Còn này mình tháo ra thì bán cũng bán từ đầu chục, bao chưa sử dụng. Bán anh em là chưa sử dụng nha. Tháo ra để lấy dí đóng rồi lấy mớ dây. Tận dụng lấy dây. 800.000. Thôi trở như 89 anh em. Này tháo ra nha, này là Lysen dung lượng, pin này pin 217 nha anh em, 217. Tính ra nó chỉ hơn được Lysen 18650 dung lượng 2000 đó. Nó chỉ có vài ngàn thôi nhưng mà hình dung lượng nó tăng tới gấp đôi lận. Dung lượng nó tăng tới gấp đôi. Thì nó nằm trong ở đây thì anh em nghĩ nó có hàng lẩu không, hàng giả, hàng nhái gì không ha. Nó dây chạc nó đóng uy tín cỡ này. Trong giá này cũng vừa chơi. Thấy mình chúc mình có các những khối đóng sẵn để báo giá cho này là báo cho những anh em mua ấy ha. Cho anh em mua về mà tự đóng á. Nó chờ 89 quay lại thôi anh em, nhưng này là xả tới 35A lên. Chiều cái có hàng sớm nổi nhạc lên đấy. Đó, nãy giờ đo 3 viên chưa được. Viên nào mà lên 9 hết ha. Dung lượng tùy thiết bị đo. Bao anh em cũng không thể nào dưới 3.800, 3.900 hết. Nói vậy cho nó chắc nha anh em, chứ nhiều người cái công thức test dòng bao nhiêu mà chưa có ai mà có cái công thức đó đâu. 8.7 nè. Ở thời tiết miền Nam này đang nóng, nhiệt độ nó khoảng hơn 30 độ nha anh em. Ra Bắc thì ngoài Bắc lạnh này không biết nó có tăng nhiều, dữ lắm là cũng 9 thôi nha. Tăng mà cái tỷ lệ số đơn vị nhỏ thôi. Giá bán lẻ là 33.000, tức là 330.000 một chục, đi đơn tự chục nha anh em. Anh em mua 20 viên chuyển khoản mình bao phí. Còn anh em muốn lấy khối thì như thế này là 200.000 nha. Mình để sẵn dây cho anh em về muốn lấy. Cái này mình về khoảng 500 viên thôi. Còn cái này thì anh em muốn mình đóng sẵn 4 ampe về anh em chạy quạt, chạy bắn vít. Nói chung xả 35A thì mở máy bu lông, máy khoan này thoải mái ha. Còn máy mài, máy cắt thì anh em mua loại 2B. Trường hợp này anh em xài ít á. Loại này loại cái vỏ như chiếc xe tăng nè, bán 300.000. Không bao phí và chưa kèm bảo hành nha. Quên cái này mình lắp mạch gì để... Ồ quên cái này là cái loại vỏ của nó là nó có mạch sẵn nha anh em. Nó có mạch sẵn luôn, mạch tại nó... Còn có mấy cái bán nốt cho rồi, nó rẻ. Đây cái mạch cũng uy tín lắm nè, 4 phát lận á. 300.000 cho một khối Lysen này. Mình đóng rồi nè.
có 4 ampe, nó y như mà pin mấy trên quảng cáo ở trên pin tàu lao á, nó rẻ còn hơn cỡ đó luôn anh em biết, 300k nha, chưa bao gồm phí nha anh em. Trong kinh tế suy thoái thì được những cái pin này rẻ tiền là tiết kiệm một đống tiền cho những anh em thợ, 300k một cục. Còn anh em muốn lên ví dụ như pin lithium lên như thế này, mình lên cái mạch này vỏ đẹp á, thì là 350 nha anh em. Còn cái này là mình lên cho anh em, là cho anh em có nhiều lựa chọn lắm, mình không có bán nhiều, mình nhiều loại pin nó rất rối lắm anh em, nó bán thì ai cũng ham á, nhưng mà khi mà gặp khách rồi mà khách kia mà liệt kê giá ra từng loại để mà đóng thành một khối thôi, ngồi nó cũng mát nữa. Ui cha, sao nó dính vụ gì, đóng hai khối 8 ampe lên mặt 80A này nữa thì thôi đi có 500.000, bán 500k chưa kèm bảo hành, anh em bỏ thêm 100, mình bảo hành 6 tháng, tất cả những cái pin này anh em bỏ thêm 100, tức là mình bán chưa bảo hành để giảm giá tối đa có thể, tỷ lệ lỗi nó rất là khó ha. Để ai muốn yên tâm thì bỏ thêm 100.000 bảo hành nha, chứ mình không thể nào mình xài chùa được, chứ mình đóng theo bài bản lắm chứ không phải ấy ha. Mấy cái pin này thì chỉ việc để vô là bập thôi, ai làm cũng được. Xả nó 2B thì nó lên tới 70 ampe thì anh em xài thoải mái, máy mài máy cắt. Cái vỏ này là giờ cũng mới nhập nên em mới có vỏ này, là nó thiết kế đặt riêng để nó thiết kế dùng cho những cái mạch này, như những cái cục này hôm trước đóng là nó cái loại mà dùng cái mạch xanh, đóng cái mạch này lên nên mình phải, nói chung là mình phải cố định nó lại, nó không có ốc dích bắt, nhiều khi nó cũng gây khó cho một số anh em, cũng hơi khó chịu chỗ này, nhưng mà sau này mình sẽ bắn keo nến lại cố định chắc luôn là khỏi sụt sịt luôn, nó y như là anh em bắt ốc vậy đó. Ví dụ như mấy cục này mình phải bắn keo nến lại luôn cho nó dính chắc luôn. 500.000 cho một cục 8 ampe như thế này, 500 một cục nha anh em mua hai cục chuyển khoản mình bao phí. Này có cục này mua để chơi mình lâu quá, đáng tiếc một cái là anh em lấy vỏ nó để bị quăng, nó ném nó bị cấn, nó bị nứt cái mấy cái chân ốc, và chân ốc mình có dán keo lại rồi rất là chắc. Pin này pin led von nha anh em nào mua mình để lại 850.000, bao cho anh em dùng một tuần lễ. Dung lượng con này xả mình đã test dung lượng là khoảng gần 5.8 ampe, coi như xài lướt, sử dụng 15 cell nha anh em, bao cầm với những lời mình nói ha, bao nhận sạc, bao anh em dùng nếu mà nó chết, nếu mà kiểu như trong một tuần lễ nó chết yếu với không đúng dung lượng mình nói thì mình có thể hoàn trả, anh em trả hàng mình trả tiền ha. Đó là cái điều đảm bảo mình bán ra. Những cái khuyết điểm mình nói trên đây là anh em chú ý lắng nghe, kiểu như nó nước chân ốc á, tại vì này là pin bãi quăng nó ném thôi, còn phần trước thì không có, cái phần phía sau là kiểu nó quăng nó ném sao không biết. Pin này sản xuất tại Hàn Quốc nha anh em, nên Korea, sale nó cũng là sale Samsung luôn, sale mà sale Samsung gì cũng quên mất rồi. Như nó dùng là sale xả cao không à, led von này anh em lên 60V là sử dụng 2A, còn 18V thì anh em sử dụng được 6AH. Cái vỏ mạch này ở Việt Nam mình, mấy tàu nó cũng bán, sản xuất nó bán thị trường Việt Nam mình có nha anh em, cái bộ vỏ mạch là khoảng tầm 600-700 ngàn, anh em nghĩ đi, tính tiền sale ra 15 sale nó bao nhiêu tiền. Hoặc anh em nào có những cái mạch có mấy cái vỏ mà pin bị lỗi, anh em có thể thay hai cái má này, nhưng mà mình để về dùng vẫn được ha, anh em chú ý nghe, mình để về dùng vẫn được, bao nhận sạc xả ha. Chung bán này là bán giá lúc mình mua luôn cho anh em, để một năm mà anh em, mình nạp vào nó mới đầy như thế này nha, 850.000 một cục một à, anh em là hợp nhãn chơi không được để tiếp. Còn mấy cục VS40 này thì hôm nay mình mấy ngàn mình bán không hết rồi, thì vẫn bán lẻ cho anh em nào có nhu cầu. Giờ mình sẽ báo giá ở đây. Cái này mình cân bằng, mình chuẩn bị đóng xong hết rồi. Giờ mình nó để lọc nội trợ hai bên nè, không biết thằng nào để mình đo luôn.
4.0, 4.1 anh em. Để anh bật cái thang đo này, thang đo lớn nha. Auto luôn 4.01 coi như là nội trợ có 4 nha anh em. Đo lại này, nội trợ có 4 à. Đây là thời tiết nóng, cái ngoài này lạnh thì có thể là nó là 4.4.0 đơn vị cuối nha anh em. Nè, có 4 chấm à. Nói chung là 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 thì cái đó thì giá trị nó khác nha anh em. Anh em nhiều khi cũng so sánh thì so sánh giá thì đúng, nhưng mà còn về nói mà cái so sánh cái nội trợ thì anh em cũng phải nghĩ lại một chút. Nội trợ 4 và nội trợ 3 nó khác. Còn có nhiều nơi bán 7-80 thì anh em cứ việc mua gì dùng nó cũng tốt thôi, nhưng mà mỗi cái nó mỗi khác ha. 4 chấm đơn vị thứ ba, tức là không phải mấy này cho anh em dùng 1 năm luôn, nội trợ nó chưa lên 5 nữa nha, bao luôn nội trợ anh em dùng 1 năm luôn chưa lên 5 nữa. Ôi thằng này khùng nè, có 3 chấm mấy luôn nè anh em, thấy không, dung lượng này mình bao là 394.000 đó. test thì nói chung mà test thì nhiều thiết bị test nó khác nhau, mình đã nói này có 3 chấm mấy nè. Giá mình bán không có 7-80 đâu nha anh em. Thì anh em nào hợp nhãn thì chơi, đa phần mình đóng cho những khách mà đã dùng của mình và tin tưởng những cái sản phẩm của mình đóng bao lâu nay thôi. Anh em muốn mua thì liên hệ, còn muốn mua ở đâu rẻ 7-80 thì anh em cứ việc chọn thôi. Có 3.9 nè. Nhiều khi thời tiết lạnh anh em ra đo maximum như 4 chấm. Ví dụ những viên vân viên này nó tăng cái hàng đơn vị một lên một tí xíu. Ví dụ như một cục này nó sẽ có nhiều loại mạch ha. Ví dụ mình lên cái mạch này, lên cái mạch cân bằng chủ động này là bán cho anh em 1.1 triệu 100.000, bảo hành một tháng. Còn một anh em thêm 100 thì 16 tháng, 200 thì bảo hành 1 năm, tức là coi như là bảo hành như hãng nha. Bảo hành đàng hoàng chứ không phải bảo hành theo kiểu hãng. Bây giờ nhiều anh mua hàng hãng xong mà về la dữ lắm anh em, nó bảo hành mà nó tính tiền thì trên trời. Còn ví dụ như mình bảo hành thì chết theo nào mình đẹp thai hoàn toàn tất cả các vấn đề về kỹ thuật ha. Khó thì mình làm, còn ngữ nào dễ thì mình hướng dẫn anh em từ xa anh em làm. Ví dụ như nó bị lỗi mạch, cái mạch này cũng gần ở trong 100.000, mạch này cân bằng chủ động nha, tránh tình trạng lệch áp trong thời gian dài anh em sử dụng, cho nên sẵn sàng bảo hành anh em 1 năm. Thì đương nhiên cũng nó giá trị của nó sẽ anh em phải bỏ ra một ít tiền để mình có cái rủi ro, ví dụ nó chết xeo hay này nọ, hư mạch mình có mình thay nha, chứ mấy cái này mình không có xin ai được, anh em thông cảm nha. Cái gì cũng phải có cái giá của nó thôi. Anh em mua pin hẻ một cục nó là 4-5 ampe thì cũng vượt ngoài 1 triệu rồi. Còn cái này là pin siêu xả, mình phải đổ cái mặt này lại nữa cho anh em dùng nữa. Chỉ 1.1 triệu ha. Bảo hành 1 tháng nha. Còn riêng cái cục này 1B. Vỏ mặt này thì coi như nó 200 đi. 650.000 bảo hành tháng. Mình làm cho anh em siêu tải luôn. Chứ không phải mà ráp mặt vô là ấy đâu. Nói chung mình cũng phải độ thêm cái mạch này lại cho nó cũng phải ở cái dàn phép này nữa cho anh em dùng cho nó mới sướng ha. Còn anh em muốn mua lẻ liên hệ thì như mình đã nói là nó tiền nào của nấy, chứ mình không có bán theo giá người ta, không có chạy đua theo người ta đâu. Rồi anh em xem gì liên hệ trực tiếp mình nha. Mình nhắc sơ lại những khói pin lithium 4 ampe này thì anh em mua khói vậy là 200 tính tới. Còn mua lẻ là 33.000, mình tháo sẵn và cân bằng sẵn. Quên ha, bán vỏ này luôn chứ cho anh em về đấy. Anh em muốn mua luôn mua vỏ về, cái vỏ để bắt cái mạch này á thì là 80.000 một cái.
80.000 một cái ha. Đó, 80.000 một cái như thế này. Cái vỏ nha, vỏ mạch led, vỏ kẽm led đầy đủ cho anh em. Vỏ kẽm led đầy đủ. Còn anh em muốn mua mạch này ha, mạch này thì mình sẽ báo giá thêm. Chứ giờ càng báo giá nó càng kéo dài cái video ra. Thì nói chung mạch mấy cái mạch này thì nó quá quen thuộc rồi, nó không có sự chênh lệch với nhiều nơi. Ha. Nó không có sự chênh lệch thì anh em cứ liên hệ mình sẽ cho anh em cái giá về tự đóng, và anh mình đóng sẵn thì 500.000 đồng như thế này. Vậy là lụm thôi. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip. Xin chào.